Vậy chào các bạn, mình bắt đầu rồi chưa ạ? Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn một cái bài siêu âm tim ở trong một cái bệnh lý mà có lẽ là rất là ngày nào chúng bạn cũng gặp, một cái bệnh lý thường gặp nhất trong các cái loại bệnh van tim, đấy là bệnh hẹp van hai lá. Thì cái phần trình bày của tôi thì sẽ gồm có các phần nội dung như sau. Phần thứ nhất là nói về các căn nguyên gây hẹp van hai lá và những cái hậu quả trên huyết động. Tiếp theo là các cái trình bày các cái bước siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá hẹp van hai lá, và phần thứ ba là vai trò của một số các cái phương pháp siêu âm khác trong bệnh hẹp van hai lá. Thì phần thứ nhất thì tôi xin trình bày về các cái căn nguyên gây hẹp van hai lá và hậu quả huyết động của hẹp van hai lá. Thì có lẽ là cái bệnh lý van tim này chúng ta thấy hầu như là ngày nào ở viện tim mạch chúng ta cũng gặp, đúng không ạ? Và ai mà các bạn nội trú rồi các bạn cao học chuyên khoa đi điều trị thì đã gặp các bệnh lý này rồi. Chúng ta cũng khá quen thuộc với bệnh này rồi. Thế vậy thì tôi xin mời một bạn có thể đứng lên nói cho cả lớp một chút về những cái căn nguyên nào mà có thể gây hẹp van hai lá và những cái hậu quả huyết động của hẹp van hai lá là gì. Mời một bạn. Mời mời bạn mời bạn Dung. Không cần dở sách đúng không? Bẩm sinh thì sẽ rất hiếm gặp đúng không ạ? Thì bạn cứ nói về cái nhóm mà chúng ta hay gặp nhất. Thoái hóa van, thấp tim. Và đúng rồi ạ. Và thế các hậu quả huyết động của hẹp van hai lá là gì ạ? Lá phổi rồi. Vâng, đúng một phần ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Mời bạn, các bạn cứ ngồi trả lời, không cần phải đứng lên đâu ạ. Thì đây là cái hình ảnh giải phẫu của một bộ máy van hai lá bình thường. Thì khi mà để học một cái bệnh lý nào đó thì trước khi mà học cái bất thường thì chúng ta phải biết thế nào là bình thường đã. Thì bộ máy van hai lá bình thường thì gồm có các thành phần. Thứ nhất là gồm có hai lá van, là lá trước và lá sau. Đây là lá trước của van hai lá, lá sau van hai lá. Nhìn ở cái mặt, nhìn trực diện vào cái van hai lá, và đây là trên cái mặt cắt dọc ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có hai lá van, lá trước nó gần phía sát phía động mạch chủ đấy ạ. Đây là lá sau. Tiếp đấy là cái vòng van, là cái nơi mà cái van nó bám vào, cái lá van hai lá nó bám vào. Tiếp tới là cái phần mép van đấy ạ, cái phần mép van mà chúng ta nhìn thấy đây là hai mép trước và mép sau. Đây là những cái địa vị trí mà chúng ta vẫn phải đánh giá có vôi hóa hay không trong cái trường hợp mà chúng ta xem xét long van hai lá đấy ạ. Tiếp đến nữa là các cái dây chằng và cái giữ để cho hai cái van hai lá nối vào với các cái cột cơ, thì có hai cái cột cơ. Thì đây là toàn bộ những cái thành phần của một bộ máy van hai lá, và cái van hai lá nó muốn hoạt động bình thường thì cần phải có cái sự cần những cái cấu trúc, tất cả các cấu trúc của trong cái bộ máy van nó phải bình thường. Thế thì hẹp van hai lá là sao? Cái van hai lá là cái van mà nối giữa nhĩ trái và thất trái, nó sẽ phải mở ra trong thời kỳ tâm trương để cho máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái, đổ đầy thất trái trong thời kỳ tâm trương, đúng không ạ? Thì trong trường hợp những cái bệnh lý mà nó làm cho cái van hai lá này nó không mở được hết, nó làm cản trở cái dòng máu mà đi từ nhĩ trái xuống thất trái trong thời kỳ tâm trương, thì là nó sẽ gây ra những cái hậu quả huyết động ở trong cái bệnh lý đấy, là bệnh lý hẹp van hai lá. Thì đây là tôi giới thiệu các bạn hình ảnh, cái hình ảnh siêu âm tim một bệnh nhân bình thường với cái van hai lá bình thường. Chúng ta sẽ thấy là các lá van thanh mạnh và cái biên độ mở van rất là lớn. Đây là cái hình ảnh mà ở trên chụp, một cái là chụp dọc, cái hình ảnh là chụp ngắn, hai cái mặt cắt cơ bản. Thế còn đây là hình ảnh mà một bệnh nhân có hẹp van hai lá đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Không như cái hình ảnh bình thường, chúng ta sẽ thấy là cái lá trước của van hai lá ấy, nó đã bị dày lên, cái bờ của nó bị dày lên và dường như có cái gì giữ nó lại, nó không thể mở ra hết được. Khi để nhìn trên đây là chúng ta sẽ thấy là cái biên độ mở của nó bị giảm đi đó. Và ở trên cái mặt cắt chụp chụp ngắn đấy ạ,
thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là cái bờ của cái van hai lá nó dày và cái biên độ mở, cái diện tích mở của cái lỗ van này nó sẽ bị giảm đi so với bình thường. Đây là một trường hợp hẹp van hai lá do thấp. Thế thì nguyên nhân gây hẹp van hai lá như bạn Dung đã nói rồi thì sẽ chủ yếu sẽ có thể chia thành ba nhóm, đó là do thấp tim, do thoái hóa hoặc là bẩm sinh. Ở những cái nước đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam, thì cái tỷ lệ mà nguyên nhân mà gây hẹp hai lá thường gặp nhất là do thấp tim. Thế còn ở các nước phát triển thì cái tuổi thọ cao thì người ta gặp nhiều bệnh lý hẹp van hai lá do thoái hóa, còn hẹp van hai lá bẩm sinh thì rất là hiếm gặp. Thế thì cái hậu quả huyết động của hẹp van hai lá là gì? Khi mà cái dòng máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái bị cản trở như vậy thì máu nó xuống thất trái ít, đúng không? Nó có thể gây ra giảm cung lượng tim, rồi là nó làm tăng áp lực ở trong buồng nhĩ trái, gây giãn nhĩ trái. Nó có thể gây ra các cái rối loạn nhịp nhĩ, gây ra huyết khối nhĩ trái, rồi là gây tăng áp lực động mạch phổi và dẫn đến những cái hở van ba lá thứ phát hoặc là giãn hoặc suy thất phải, và tất cả những cái hậu quả huyết động nặng nề này có thể dẫn tới cái tình trạng suy tim, rất là nhiều các biến cố mà có thể đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Thế thì siêu âm tim là một cái biện pháp cực kỳ quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán hẹp hai lá cũng như là giúp ích cho cái chuyện mà định hướng cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Thế thì tôi sẽ xin trình bày với các bạn về các cái bước siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá một bệnh nhân hẹp hai lá, và các bạn nếu mà tuân theo tất cả các bước này các bạn có thể làm đầy đủ để đánh giá một cái bệnh nhân hẹp van hai lá. Thế thì mục tiêu của siêu âm tim trong bệnh hẹp van hai lá là gì? Sau khi làm được một cái bản siêu âm tim mà ở trên một bệnh nhân hẹp van hai lá thì chúng ta phải trả lời và cung cấp những cái thông tin như sau. Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được những cái hình thái và từ đấy thì xác định được cái căn nguyên gây hẹp van hai lá là gì. Cái thông thường nhất chúng ta thường gặp là do thấp tim, tuy nhiên cũng có một số trường hợp có thể là do thoái hóa, hoặc là chỉ một số trường hợp mà chúng ta có thể gặp những cái bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo chẳng hạn, cái tình trạng vôi hóa nặng nề ở vòng van rồi các lá van nó cũng thể gây ra hẹp van hai lá, hoặc một số các trường hợp khác ví dụ như là đôi khi một số trường hợp ví dụ như có u nhầy trong nhĩ trái chẳng hạn, nó cũng là những cái căn nguyên mà gây ra hẹp cái van hai lá, nhưng mà không phải là bản tổn thương của bản thân van hai lá, tức là có rất nhiều nguyên nhân gây ra hẹp van hai lá, và từ cái siêu âm tim là chúng ta có thể chẩn đoán được cái căn nguyên gây ra hẹp van hai lá là do nguyên nhân gì. Cái mục tiêu số 2 rất là quan trọng, đấy là phải đưa ra được cái mức độ hẹp van hai lá, tức là sau khi mà làm siêu âm tim chúng ta phải xác định là đây là một cái trường hợp hẹp hai lá có nhẹ hay là vừa hay là hẹp hai lá khít. Mục tiêu số 3 nữa là phải đánh giá được tất cả các tổn thương phối hợp mà không bỏ sót, bao gồm các cái tổn thương các van tim khác, các cái trường hợp mà có huyết khối hoặc là một số trường hợp có viêm nội tĩnh mạc cũng phần có sùi chẳng hạn, là tất cả những cái tổn thương đó thì chúng ta đều phải đánh giá được qua siêu âm tim, và từ tất cả những cái thông tin đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn được phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Thế thì các bước để siêu âm tim đánh giá van hai lá để đạt được cái mục tiêu như vậy là gì? Bước thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá được hình thái van hai lá. Đánh giá hình thái van hai lá thì chúng ta chỉ đôi khi chỉ cần quan sát thôi, tức là đánh giá bằng mắt thường, quan sát ở tất cả các mặt cắt mà chúng ta có, quan sát cái vận động của nó, rồi độ dày, rồi vôi hóa, là chúng ta đánh giá được hình thái của van hai lá rồi. Tiếp theo nữa là đánh giá mức độ hẹp van hai lá bằng các cái đo đạc, các cái thông số, ví dụ như chênh áp qua van hay là diện tích lỗ van, vân vân. Bước số 3 là sẽ đánh giá cái ảnh hưởng của hẹp van hai lá trên huyết động, tức là cái hẹp hai lá này có ý nghĩa hay chưa, nó đã gây giãn các buồng tim hay chưa, gây tăng áp lực phổi hay chưa, vân vân. Và bước thứ tư sẽ là đánh giá các tổn thương phối hợp, thì tôi sẽ lần lượt đi theo nói chi tiết ở các cái từng cái bước siêu âm này, và cái điều này thì sẽ giúp các bạn ở trong cái việc thực hành khi mà làm siêu âm tim một cái trường hợp bệnh nhân hẹp van hai lá. Thì đây là các cái mặt cắt cơ bản trên siêu âm tim qua thành ngực giúp đánh giá cái van hai lá. Thì nó là những cái mặt cắt cơ bản gồm có gì ạ? Đây là mặt cắt chụp dọc cạnh ức, mặt cắt chụp ngắn cạnh ức ngang qua van hai lá, mặt cắt hai buồng từ mỏm, đây là mặt cắt chụp dọc hoặc là ba buồng từ mỏm, và đây là mặt cắt bốn buồng từ mỏm. Còn cái hình C này là cái siêu âm 3D đánh giá cấu trúc của van hai lá. Thế thì bước 1 sẽ là đánh giá hình thái của van hai lá. Thì đánh giá hình thái van hai lá gồm có những cái điểm gì? Thì cái phương pháp mà chúng ta sử dụng sẽ là siêu âm TM, siêu âm 2D, và có thể dùng siêu âm 3D nếu mà chúng ta có điều kiện.
Đánh giá hình thái van hai lá còn bao gồm thứ nhất là gì, đánh giá cái kiểu di động của van hai lá. Chúng ta vẫn hay nghe về những cái bệnh nhân hẹp hai lá do thấp tim chẳng hạn, chúng ta vẫn nói là di động song song hoặc là dạng lá trước mở dạng gấp gối vân vân, thì đấy là những cái mà chúng ta quan sát cái kiểu di động của nó và chúng ta phải ghi vào cái kết quả vào trong cái bản siêu âm tim. Cái đánh giá thứ hai là cái đánh giá về độ dày của van, của vị trí dày. Ví dụ nếu mà các tổn thương do thấp tim thì thường là dày từ phía bờ van, độ dày van rồi mức độ dính của các mép van. Thứ ba là đánh giá về mức độ vôi hóa, vị trí vôi hóa, và bước thứ tư là đánh giá bộ máy dưới van. Và tất cả bốn cái đặc điểm này sẽ giúp cho chúng ta trả lời được cái đánh giá được cái thang điểm Wilkin mà dùng cho các bệnh nhân hẹp van hai lá do thấp, mà chúng ta xem xét ra bệnh nhân có cái chỉ định để nong van hai lá hay không. Thì đây là cái hình ảnh minh họa về cái dạng di động của van hai lá nhìn trên siêu âm TM. Thì đây là bình thường đấy ạ. Nếu mà bình thường khi mà chúng ta để cái đường cước xo đi qua cái bờ tự do của van hai lá mà cắt trục dọc, chúng ta sẽ thu được một cái hình ảnh gì đây là gọi gọi là van hai lá di động ngược chiều. Cái giống cái lá trước thì nó di động như là hình chữ M, còn lá sau thì giống như là hình chữ W, đúng không ạ? Đấy thì đây là cái hình ảnh bình thường. Còn trong trường hợp có hẹp van hai lá thì chúng ta sẽ thấy là hai cái lá trước và lá sau nó di động song song với nhau do những cái hiện tượng thấp rồi viêm nó làm cho cái dính của các cái mép van hoặc cái, và cái lá lá sau nó bị kéo theo cái lá trước, cho nên nó gây ra cái hình ảnh mà di động song song như thế này. Đấy, đây là hình ảnh rất là điển hình và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên siêu âm TM là van hay lá di động song song. Ở đây đây chúng ta có thể quan sát ở trên siêu âm 2D hình ảnh này, hẹp van hai lá, hai cái lá trước thì nó không mở ra được. Ở đây là mặt cắt bốn buồng từ mỏ mà chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ ràng đó. Và chúng ta có thể quan sát được cả dây chằng này, cột cơ này, rồi vị trí vôi, có thể ở đây như bệnh nhân này là vôi cả toàn bộ cả thân của lá van chứ không phải chỉ tập trung ở bờ van nữa. Ngoài ra thì khi mà đánh giá cái đặc điểm về hình thái của van hai lá thì chúng ta có thể phân biệt được căn nguyên gây ra cái hẹp van hai lá đó. Đến cái thường gặp nhất thì là do thấp tim. Thì ở các cái trường hợp mà do thấp tim thì thường là cái tổn thương bao giờ nó cũng sẽ bị dày lên, viêm từ bờ phía bờ van. Thế còn nếu mà do thoái hóa thì cái tình trạng vôi hóa sẽ xảy ra từ vòng van. Đấy là cái hai cái đặc điểm rất là quan trọng mà giúp chúng ta phân biệt cái căn nguyên gây ra hẹp van hai lá, hai cái căn nguyên hay gặp nhất. Thế còn ngoài ra cái loại mà hẹp van hai lá bẩm sinh như là ví dụ như trong bệnh van hai lá hình dù, tức là nó chỉ có một cái cột cơ thôi và hai cái lá van nó đều bám vào một cái cột cơ giống như là hình dù á, thì cái đấy chúng ta rất là ít gặp. Thì từ những cái đặc điểm mà về biên độ di động của van, đặc điểm di động của van này, rồi độ dày của van, mức độ vôi hóa và cũng tổn thương của tổ chức dưới van, thì chúng ta sẽ đánh giá được cái điểm Wilkin. Cái thang điểm Wilkin này thì nó dựa trên bốn cái đặc điểm như tôi vừa mới trình bày và nó sẽ cho điểm từ 1 đến 4. Thế tức là cái điểm cao nhất sẽ là 16 và điểm thấp nhất sẽ là 4. Và thông thường mà chúng ta thấy là nếu mà một cái bệnh nhân mà chúng ta đánh giá là Wilkin mà 8 điểm thì tức là những cái bệnh nhân đấy là những cái ứng cử viên mà thích hợp cho cái tổn thương van, nó thích hợp cho cái nong van hai lá. Thì thông thường ấy, những cái mức độ tổn thương nó sẽ chỉ giới hạn từ phía bờ van cho đến giữa van mà thôi. Thế còn nếu mà những cái tổn thương mà nó ví dụ như là van dày nhiều rồi là dày toàn bộ lá van rồi vôi hóa đến đoạn giữa van hoặc là cái bộ máy dưới van nó bị tổn thương đến đoạn xa, thì thông thường như thế là nó vượt quá 8 điểm rồi, và thường là những cái bệnh với cái hình thái như thế thì nó sẽ không không thích hợp cho nong van hai lá nữa. Bước thứ hai rất là quan trọng đấy là chúng ta phải đánh giá cái mức độ hẹp van hai lá. Thì việc đánh giá mức độ hẹp van hai lá nó sẽ dựa vào ba cái thông số chủ yếu, đó là gì, là chênh áp trung bình qua van hai lá, thứ hai là áp lực động mạch phổi, và thứ ba là diện tích lỗ van hai lá. Tức là ở đây có hai cái thông số mà nó trực tiếp liên quan đến van, đó là chênh áp trung bình qua van hai lá và diện tích lỗ van hai lá, và ngoài ra là một cái thông số mà liên quan đến cái chuyện mà ảnh hưởng huyết động của hẹp van hai lá, đó là áp lực động mạch phổi. Thì người ta chia ra làm ba mức độ là hẹp nhẹ, hẹp vừa và hẹp khít. Hẹp khít là gì, là khi mà chênh áp trung bình qua van hai lá là trên 10 mm thủy ngân. Áp lực động mạch phổi tâm thu mà đo trên siêu âm, tính ở trên siêu âm là trên 50 mm thủy ngân, và cái diện tích lỗ van hai lá đo được là dưới 1 cm vuông. Thì
để đánh giá cái mức độ hẹp này thì chúng ta sẽ đo đạc những cái thông số để phục vụ cho cái việc đánh giá mức độ hẹp, ví dụ như là chênh áp tâm trương qua van hai lá và diện tích lỗ van. Thế thì diện tích lỗ van thì có rất là nhiều phương pháp đo, có thể đo ở trên trực tiếp ở trên siêu âm 2D, có thể đo bằng phương pháp tính qua cái thời gian bán giảm áp lực, tức là chúng ta vẫn nói là diện tích van lỗ van hai lá tính bằng THT. Ngoài ra thì có thể tính diện tích lỗ van bằng phương trình liên tục hoặc là tính bằng phương pháp PISA. Tuy nhiên thì hai cái phương pháp mà cho cái độ tin cậy tương đối cao và dễ thực hiện và được sử dụng thường quy đó là đo diện tích lỗ van trên 2D và tính diện tích lỗ van hai lá bằng qua cái thời gian bán giảm áp lực THT. Thì tôi sẽ đi lần lượt từng cái cách đo đạc của các cái thông số này. Thứ nhất là chênh áp tâm trương qua van hai lá. Thế thì cái chênh áp này được khuyến cáo ở mức độ 1 để đánh giá hẹp hai lá theo cái khuyến cáo của Hội siêu âm tim Hoa Kỳ, bởi vì cái phương pháp này nó tương đối dễ thực hiện. Chúng ta sẽ sử dụng mặt cắt 4 buồng từ mỏm, sử dụng đốt bê le màu để hướng dẫn cái đường cớt so nó đi đúng thẳng hướng cái dòng chảy từ nhĩ trái xuống thất trái qua van hai lá trong thời kỳ tâm trương và sử dụng đốt le liên tục. Sau đó thì khi mà chúng ta viền theo cái phổ mà thu được của cái dòng chảy qua van hai lá trong thời kỳ tâm trương này, thì chúng ta sẽ có được cái chênh áp tối đa và chênh áp trung bình qua van hai lá. Và cái này là nó dựa theo phương trình Bernoulli, và thực ra chúng ta không phải tính mà ở trong máy phần mềm nó sẽ tính toán và tự hiển thị ra cho chúng ta. Thì ví dụ như đây là một cái trường hợp mà đây chúng ta có là cái chênh áp tối đa là 12 mm thủy ngân và trung bình là 7 mm thủy ngân. Thế thì khi mà đo thì một số những cái đặc điểm cần phải chú ý về mặt kỹ thuật thì đấy là dùng đốt le màu để hướng dẫn để làm sao để cái đây là đốt sử dụng đốt le liên tục, cho nên là làm thế nào để cái hướng của cái dòng chảy nó song song với hướng của đường cớt so á, thì là như thế thì cái chênh áp chúng ta đo được nó chính xác hoặc là nó là cao nhất. Thứ hai nữa là tất cả những cái ví dụ như về gain rồi là những cái cửa sổ siêu âm để thu được cái phổ đường viền rõ nét thì chúng ta phải tối ưu hóa, thì khi mà có hình ảnh đẹp thì lúc đấy chúng ta mới đo đạc mới chính xác được. Thì đây là một cái phương pháp mà được sử dụng rộng rãi bởi vì có những cái ưu điểm như là đơn giản rồi là độ tin cậy thì tương đối cao. Tuy nhiên thì cái phương pháp này nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như là về nhịp tim, ví dụ như là phụ thuộc vào cung lượng tim, hoặc là những cái tổn thương van phối hợp như hở hai lá, hở chủ phối hợp, hoặc là thậm chí độ đàn hồi của nhĩ trái, thất trái và chức năng tâm trương của thất trái, nó đều ảnh hưởng đến cái độ chính xác của cái con số mà chúng ta thu được. Thế ví dụ như đây là một cái ví dụ người ta cho thấy rằng là cái vận tốc trung bình qua hẹp qua cái van hai lá này đo ở cùng một bệnh nhân, hai cái nhát bóp liên tiếp khác nhau, tức là về cái nhịp tim khác nhau, thì nó đã cho ra cái con số nó khác nhau rồi. Thế đến cái thông số tiếp theo đó là cái tính cái diện tích lỗ van ở trên siêu âm 2D. Thì cái phương pháp này rất là đơn giản, nói chung cái phương pháp này chúng ta sẽ sử dụng cái mặt cắt là mặt cắt siêu âm cạnh ức trái chụp ngắn, thì chúng ta sẽ cắt ngang qua van hai lá và chúng ta sẽ viền theo cái đường viền bên trong của cái lỗ van đó, kể cả mép van nếu mà có mép van mở ra. Thì đây là hình ảnh này minh họa của ba trường hợp hẹp hay là khít, hẹp hay là vừa và hẹp hay là nhẹ. Một cái điều cần phải chú ý là đôi khi ý, ở những cái bệnh nhân mà cái tổn thương van hai lá nặng nề, nó làm cho cái van méo mó đi, nó không cái lỗ van này nó không nằm ở trên một mặt phẳng nữa, hoặc đôi khi chúng ta không cắt được đúng cái vào cái lỗ mở nhỏ nhất, chúng ta cắt lên phía trên không phải đúng ở bờ van, thì đôi khi là cái phép đo của chúng ta cũng sẽ bị sai lệch. Và người ta cũng khuyến cáo là chúng ta cần phải đủ điều chỉnh gain đủ để mà quan sát toàn bộ đường viền lỗ van, nhưng không nên tăng lên quá mức thì nó có thể làm ước tính thấp đi cái diện tích lỗ van. Thì thông thường là khi mà chúng ta cắt được cái hình ảnh, chúng ta dừng hình lại để chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ phải thay đổi gain. Đôi khi là cái làm tăng gain quá hoặc là giảm gain thì chúng ta phải phát hiện để phân biệt được đâu là vôi, đâu là không phải vôi, hay là nhiều khi là tăng gain quá thì lại nhầm với vôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì có các phương tiện như siêu 3D, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc mà có được cái lấy được đúng cái vị trí của cái lỗ mở của van hai lá một cách chính xác hơn. Một phương pháp mà chúng ta cũng hay dùng đó là tính diện tích lỗ van bằng thời gian bán giảm áp lực. Thì cái công thức của nó sẽ là gì? Diện tích van hai lá bằng 220 chia cho PHT. Thì PHT chính là cái khoảng thời gian để mà cái chênh áp tâm trương qua van hai lá giảm đi còn một nửa, đó chính là cái độ dốc này ạ. Đó, thì có biết cái độ dốc như thế này
biết được đo được cái thời gian này thì chúng ta sẽ tính được cái diện tích van hai lá. Thì thông thường người ta thấy là nếu mà cái p với cái diện tích lỗ van là 1 thì cái PHT này nó sẽ là 100 à là 220. Thì cái cách đo thì cũng rất là đơn giản, chúng ta cũng thu được cái phổ Doppler liên tục của dòng chảy của van hai lá trong thời kỳ tâm trương, và chúng ta đo cái độ dốc này ạ. Thì là chúng ta sẽ có được đặt cái điểm đầu tiên vào cái điểm mà vận tốc cao nhất, sau đó thì chúng ta kéo đường cái đường thẳng theo cái chiều dốc của cái phổ đó, là chúng ta sẽ thu được cái PHT và máy sẽ tự động tính cho chúng ta cái diện tích của lỗ van. Thế về mặt kỹ thuật của cái phương pháp này thì cần phải chú ý là nó là phải lấy được cái phổ dòng chảy tâm trương qua van hai lá một cách rõ nét, đặc biệt là cái rõ cái đường viền dốc xuống, nếu mà nó lờm sờm quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến phép đo của chúng ta. Và trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ thu được cái dạng là cái phổ này có hai cái dốc xuống, thì cái khuyến cáo là chúng ta sẽ đo ở cái thời điểm ở giữa tâm trương, chứ không phải là đo ở cái thời điểm ở phía đầu tâm trương. Cái thời điểm giữa tâm trương là cái thời điểm mà bình thường là van hai lá nó sẽ phải mở tối ưu nhất. Tránh đo PHT những chu chuyển tim ngắn khi mà có rung nhĩ, thì cái đấy nó cũng sẽ làm sai lệch cái kết quả đấy ạ. Thế thì đây là cái phương pháp này cũng được sử dụng một cách rất là phổ biến bởi vì nó đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên thì là nó cũng bị hạn chế bởi vì cái mối tương quan giữa PHT và diện tích van hai lá cũng bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, mà giống như là cái chênh áp mà chúng tôi vừa mới nói như vừa rồi. Thế ví dụ như trong trường hợp như thế này, ví dụ như là đôi khi có những trường hợp bệnh nhân rung nhĩ và chúng ta thu được một cái hình ảnh cái phổ như thế này, thì khi đấy là cái vận tốc của dòng chảy qua van hai lá giữa tâm trương lúc đấy lại cao hơn đầu tâm trương, và trong những cái trường hợp như thế này chúng ta sẽ không sử dụng được cái phương pháp dùng cái PHT này để tính diện tích lỗ van nữa. Ngoài ra thì tính diện tích lỗ van hai lá bằng phương trình liên tục hoặc là bằng phương pháp PISA thì tôi cũng đã, nếu mà các bạn cần để tham khảo, tôi cũng đã soạn rất là kỹ ở trong cái phần bài này rồi. Tuy nhiên là cái thời gian nó không cho phép nên tôi cũng sẽ không trình bày kỹ, và đây cũng là hai phương pháp mà đôi khi chúng ta mới dùng thôi, chứ còn về mặt thường quy thì người ta cũng không khuyến cáo sử dụng bởi vì đo đạc thì phức tạp và cũng có nhiều sai số. Ngoài ra thì các cái thông số khác cũng góp phần đánh giá gián tiếp mức độ hẹp hai lá, đó là biên độ mở van hoặc là cái biên độ mở vena contracta, tức là cái lỗ mở mà hẹp nhất. Thì từ tất cả những cái thông số mà chúng ta đo đạc được thì sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được cái mức độ hẹp van hai lá. Nhưng mà đôi khi có các nhiều trường hợp chúng ta sẽ thấy là không có sự thống nhất giữa các cái con số. Ví dụ như là con số ví dụ về chênh áp thì có thể là hẹp vừa thôi, nhưng mà về mức độ hẹp mà đo diện tích lỗ van thì là có thể khít chẳng hạn. Thì cái chuyện đấy cũng rất là hay xảy ra, người ta khuyến cáo là khi mà những cái trường hợp mà không có sự thống nhất thì kết quả đo trên 2D sẽ được dùng làm cơ sở. Nhưng mà trong cái trường hợp là cái cửa sổ siêu âm và cái hình ảnh siêu âm phải đảm bảo chất lượng. Bước thứ ba đó là việc đánh giá ảnh hưởng huyết động, thì chúng ta sẽ phải đo các cái kích thước của nhĩ trái xem là nó mức độ giãn như thế nào này, rồi đo áp lực động mạch phổi, đánh giá các kích thước và chức năng thất phải. Thì ví dụ đây là một cái hình ảnh minh họa, chúng ta ở một cái bệnh nhân hẹp hai lá chúng ta vẫn sẽ đo đạc tất cả các thông số tiêu chuẩn khác, ví dụ như là chức năng thất trái này, hoặc là đây là đo cái FAC thất phải, tức là cái biểu hiện cho một cái phân suất tống máu của thất phải để đánh giá chức năng thất phải, hoặc là đây là để đánh giá áp lực mạch phổi, hoặc là các kích thước của nhĩ trái. Thì đây một cái nhĩ trái rất là lớn, thì chứng tỏ là cái hẹp van hai lá này nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến huyết động. Bước thứ tư nữa sẽ là đánh giá các cái tổn thương phối hợp. Những cái tổn thương phối hợp cần phải đánh giá là gì? Đó là gì? Hẹp hai lá có hở kèm theo hở hai lá hay không? Mức độ hở hai lá kèm theo là như thế nào? Thì cái điều này sẽ rất là quan trọng trong cái việc là xác định cái chỉ định mà can thiệp hay là phẫu thuật cho bệnh nhân, đúng không ạ? Ví dụ như một bệnh nhân mà hở van hai lá mức độ vừa trở lên thì lúc đấy sẽ không phải là thích hợp cho cái chuyện nong van hai lá nữa, đúng không ạ? Hoặc là có hở van ba lá phối hợp hay không, mức độ hở là bao nhiêu, có hở ba lá có phải là do giãn vòng van hay không. Tất cả những cái thông số này, những cái đặc điểm này thì đều phải được đánh giá ở một cái bệnh nhân mà hẹp van hai lá. Thế rồi có tổn thương van động mạch chủ kèm theo hay không. Rồi một cái rất là quan trọng mà hay gặp đó là huyết khối ở trong nhĩ trái hay trong tiểu nhĩ trái hay không, hoặc là đánh giá vách liên nhĩ có bị phình hay không. Nó sẽ là những cái để giúp ích cho cái quá trình chọc vách liên nhĩ chẳng hạn, hoặc là thậm chí một số trường hợp hẹp van hai lá lại kết hợp với lại thông liên nhĩ như trong cái hội chứng Luttenbacher chẳng hạn. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa về một cái trường hợp, tức là có một cái hẹp hai lá nhưng có kèm theo hở hai lá. Thì ví dụ cái hình A là hở hai lá nhẹ ở trung tâm thì không phải là chống chỉ định của nong van hai lá, nhưng mà nếu mà hở van hai lá vừa mà lệch tâm thì
thường là nó sẽ gây hở nhiều sau nong và nó là không thích hợp để nong van hai lá. Hoặc đây là cái hình ảnh minh họa của một cái bệnh nhân hẹp van hai lá nhưng có kèm cái hở van ba lá nhiều. Đây là một cái trường hợp mà có hẹp van hai lá nhưng chúng ta thấy là có hở van động mạch chủ cũng tương đối và kèm theo cả hở van hai lá nữa. Đấy một cái hình ảnh minh họa về cái trường hợp đây là chúng ta sẽ thấy là huyết khối rất là lớn ở trong nhĩ trái đúng không ạ? Cái trường hợp này cũng rất là hay gặp. Thế vì tất cả những cái chống chỉ định cho nong van hai lá thì nên được tìm kiếm và báo cáo bao gồm cái gì huyết khối nhĩ trái rồi có tình trạng vôi hóa 2 mét van hay không, có mức độ hở van hai lá vừa trở lên hay không, có hở chủ vừa trở lên hay không, có tổn thương van ba lá nhiều hay tổn thương thực tổn hay không, rồi nếu mà tổn thương nặng nề của bộ máy dưới van hai lá thì cũng không phải là thích hợp để cho cái chỉ định nong van hai lá, hoặc là một số trường hợp có kèm theo bệnh mạch vành thì lúc đấy là cho bệnh nhân đi phẫu thuật để có thể sửa chữa cái bệnh lý mạch vành luôn. Thì đây là chúng tôi đưa ra một những cái bảng tóm tắt những cái mặt cắt siêu âm tim cơ bản mà giúp cho đánh giá hở van hai lá. Thì tất cả các cái mặt cắt cơ bản gồm từ trục dọc, trục ngắn và các mặt cắt từ mỏm đấy ạ, thì sẽ giúp cho chúng ta quan sát được một cách định tính để đánh giá cái hình thái bộ máy van hai lá, đồng thời là sẽ đo đạc các cái thông số định lượng để đánh giá cái mức độ hẹp của van hai lá cũng như các cái tổn thương phối hợp hoặc là những cái ảnh hưởng khác ở trên huyết động. Ngoài ra thì ngoài cái siêu như trên chúng tôi đang nói về siêu âm tim qua thành ngực, thế nhưng mà chúng ta có rất là nhiều các cái phương pháp siêu âm tim khác cũng giúp ích cho chúng ta trong một số trường hợp nhất định ở trong cái việc chẩn đoán hoặc là điều trị những cái bệnh nhân hẹp van hai lá. Đó là gì? Đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm siêu âm tim gắng sức. Để đó là khi nào? Khi mà có sự không tương đồng giữa các cái triệu chứng của bệnh nhân và mức độ hẹp hai lá mà chúng ta đánh giá trên siêu âm tim qua thành ngực chẳng hạn, thì khi đấy chúng ta sẽ sử dụng siêu âm tim gắng sức và chúng ta sẽ đánh giá được cái chênh áp mà qua van hai lá của bệnh nhân khi gắng sức để chúng ta xem xét là có phải là thật sự là cái tình trạng hẹp van hai lá nó gây ra các cái triệu chứng khi gắng sức của bệnh nhân hay không, để chúng ta có cái chỉ định điều trị thích hợp. Một cái phương pháp nữa, siêu âm tim nữa rất là quan trọng, đó là siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim qua thực quản bởi vì là nó sẽ loại trừ được những cái yếu tố nhiễu từ thành ngực, nó gần với lại nhĩ trái hơn, cho nên là nó rất là có ưu điểm và có rất là hữu hiệu trong cái việc mà giúp loại trừ các cái huyết khối ở trong nhĩ trái hay là tiểu nhĩ trái, rồi đồng thời giúp đánh giá vách liên nhĩ. Một số trường hợp, một số trung tâm người ta có sử dụng siêu âm qua thực quản để hướng dẫn cho cái quá trình chọc vách liên nhĩ khi mà nong van. Đây là cái hình ảnh minh họa, một cái hình ảnh một cái bệnh nhân mà có huyết khối, đây là siêu tim qua thành ngực, có thấy một cái huyết khối rất là lớn, nhưng mà cái hình tiếp theo là siêu tim qua thực quản thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái tiểu nhĩ trái. Ví dụ đây, như trong trường hợp này, đây không phải là huyết khối mà đây là những cái cơ lược ở trong tiểu nhĩ trái. Còn đây là một cái trường hợp này hoàn toàn tiểu nhĩ trái hoàn toàn là trong suốt bình thường, không có huyết khối. Thế còn cái hình này chúng ta sẽ thấy là đây là cái hình ảnh mà bắt đầu có những cái âm cuộn và có vẻ như là nó có huyết khối mới trong tiểu nhĩ trái rồi. Thế còn đây là chúng ta sẽ thấy là hình ảnh một cái huyết khối ở trong tiểu nhĩ trái nằm ở ngay cái miệng của cái tiểu nhĩ trái này. Đây là ở trên siêu âm tim qua thực quản. Thế ngoài ra thì siêu âm tim 3D là một cái phương pháp siêu âm hiện đại và khá là hữu ích, nó giúp chúng ta đánh giá được một cách kỹ càng hơn cái giải phẫu của van hai lá gần như là trên thực tế, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho chúng ta xác định đúng cái chính xác cái vị trí hẹp nhất để đo được cái diện tích của cái lỗ van. Thế ngoài ra bây giờ các cái phương tiện, các cái máy siêu âm thế hệ mới thì càng ngày họ càng phát triển những cái phần mềm mà giúp cho cái việc đo đạc tính toán của chúng ta một cách thuận lợi hơn, thì giúp cái kết quả chính xác hơn. Thế để kết thúc cái bài ngày hôm nay thì tôi xin đưa ra mấy kết luận như sau. Thứ nhất là siêu âm tim là một cái thăm dò rất là quan trọng, giúp ích trong cái việc chẩn đoán được mức độ hẹp van hai lá, xác định căn nguyên, giúp lựa chọn phương pháp điều trị cái bệnh lý hẹp van hai lá. Và các cái bước siêu âm tim để đánh giá hẹp van hai lá là gì? Thứ nhất là gồm có đánh giá hình thái van hai lá, thứ hai là sẽ đánh giá mức độ hẹp van hai lá, thứ ba là đánh giá ảnh hưởng trên huyết động, thứ tư là đánh giá những cái tổn thương phối hợp. Và khi mà đo đạc thì chúng ta cần phải điều chỉnh các cái thông số kỹ thuật để làm sao có được cái hình ảnh siêu âm tim đảm bảo chất lượng và tối ưu nhất, thì khi đó thì mới đảm bảo được cái chính xác của cái kết quả chúng ta đo đạc. Và cái việc mà đánh giá mức độ hẹp thì cần phải dựa vào nhiều các cái thông số khác nhau, và khi mà phiên giải các kết quả đấy thì chúng ta sẽ cũng cần phải chú ý đến các cái yếu tố mà ảnh hưởng, thì để chúng ta có được một cái kết quả cuối cùng chính xác nhất. Cái phần bài của tôi hôm nay hết, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có câu hỏi gì không ạ?
Tôi sẽ gửi cái bài này sẽ có trong bộ môn rồi, thì cái phần những cái phần mà kỹ thuật đo đạc tôi cũng nói rất là kỹ, thì các bạn có thể tham khảo để giúp cho các bạn trong cái việc mà thực hành.